sao? Ơ chị đâu, chị đâu? Ồ rồi 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 được rồi. Được rồi con. Rồi Dung xong rồi con, không sao hết. Ừ, không sao hết. Ồ ồ. Ồ rồi rồi. Ừ. Được rồi con, không chạm vào của chị con nha. Ồ rồi. Hai chị em vào nhà đi con. Dung vào nhà ngồi con nha. Rồi, đi vào nhà ngồi nè. Ừ. Rồi đi vào nhà ngồi đi con. Nào lên đi, xuống đi vào đi con. Mẹ chị hết rồi, mẹ biết rồi, mẹ chăm chị xong rồi. Ô, trời ơi, coi kìa, coi kìa. Mẹ biết rồi. Con nằm xuống đây với chị nè, nằm xuống đây với chị nè. Ờ, rồi rồi rồi, nằm xuống với chị, ôm chị lại đi. Ôi, mẹ thương như chị Dung nha. Ôi, mẹ thương chị Dung của mẹ nha. Xin chào, mẹ thương. Ai mà mượn chị Dung đi nghịch chi? Ai mà chị Dung nghịch ngợm? Đúng không? Rồi đi nằm xuống với chị đi con, nằm xuống đây với chị, nằm xuống đây với chị nha. Rồi hai chị em nằm đây với mẹ nha. Rồi mẹ biết rồi, từ nãy giờ xuống chị cứ kêu biết rồi. Chị không sao, chị hơi đau thôi. Lấy gì vậy con? Hả? Lấy sữa á? Chờ mẹ tí rồi lấy trái cây lên cho chị ăn luôn con. Ừ, cô đi lên trước đi. Ủa, ôi, con kìa. Không lấy sữa á. Rồi. Ồ, cầm sữa cho chị nha, mà lấy trái cây lên cho chị em cùng ăn nha. Ồ. Dễ chịu không chứ con? Ngọt mà.
Có ăn thêm không? Thêm cái thứ nhất. Không ăn hả? Mình chung uống sữa nhá. Ngon quá, thôi con nằm ở đây đi. Chị ăn một tí. Sao mẹ ăn một tí rồi? Nhưng mà sao một tí chị em? Em ăn no rồi thôi, không ăn nữa. Đào ngon mà vô. Tôi không muốn ăn không? Rồi. Em chào. Ca này. Ồ, ngon quá, ngon quá. Sao thấy gì Dung không ăn? Dung muốn ăn hả? À? Thôi không khóc nữa. Vậy nước mắt nó chảy miết đi. Con Ly ra kia lấy cái ghế đi con. Lấy cái ghế ngồi đi con. Ừ. Rồi rồi rồi, 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 rồi. Ngồi xuống đây cho mẹ nè. Ngồi xuống. Rồi. Ừ. Ừ. Vô thêm miếng nữa nha. Sao? Uống sữa. À cái gì Dung nữa. Rồi. Uống sữa uống trước nha. Dung uống sữa không nha. Không uống á. Sao thế? Dung uống sữa không ăn con à. Khoan đi, khoan đi này. Thôi, nha. Thôi nằm ngủ đi, nằm ngủ một tí đi. Con này. Không ăn nữa. Dung là tôi lo lắng cho chị Dung ấy. Uống thêm đi con. À, uống thêm nào. Không uống nữa hả? Thôi mày cắt nha. Sao? Thì cũng không muốn ăn nữa hả con? Hai chị em nằm đó nhá. Thì dọn xuống hết. Ly ơi, em cho xích chơi với chị nha. Nhé, nha. Để chị lại cho em cho nha. Em muốn làm á. Rồi, chị có hỏi cái này. Chị chọn cái nào? Em chọn cái này á. Ok, để chị chạy xem nè. Đây. Mẹ nha, quà vậy là. Đấy, cảm ơn quà nè. Người ta đi làm quà để tặng con gà. Người ta tặng quà lắm. Đó. À, đây là một